Video này được tài trợ bởi 360 Boutique. 360 Boutique thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau video. Nếu bạn đã cảm thấy quá chán với những bộ anime đánh đấm hay đậm mùi tình cảm mùi mẫn các thứ các kiểu, bạn muốn một cái gì đấy nó hardcore hơn, hách não hơn, nhức óc hơn, đậm mùi thực tế hơn thì Tomodachi Game là thứ dành cho bạn. Lưu ý đây là một bộ anime khá tốn chất xám, tôi khuyến khích anh em hãy dành thời gian để xem, đặc biệt là cùng những homie của mình để giúp cho các viewer nắm bắt rõ về chương trình thực tế cực kỳ phá nát tình bạn này thì hãy cùng check một chút thông tin tổng quan nhé. Tomodachi Game là một trò chơi, nhưng những người tham gia sẽ trả nợ cho đứa đăng ký thông qua những trò chơi mà ban tổ chức chuẩn bị để được tham gia người đăng ký phải nộp cọc một khoản tiền bằng 10% khoản nợ. Dĩ nhiên nhóm tham gia sẽ đồng ý chơi hoặc không. Nếu đồng ý thì các khoản nợ sẽ được chia đều cho từng đứa, nhưng sẽ được giảm dần nếu thắng các vòng chơi. Còn nếu từ chối tham gia thì toàn bộ khoản nợ ban đầu sẽ đổ lên đầu đứa đăng ký và không được hoàn cọc. Cơ bản thì là thế. Những đội chơi sẽ được theo dõi bởi những người giám sát mà tôi tạm gọi là đen và hồng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội chơi ngày hôm nay, đội cờ. Người chơi đầu tiên Katagiri Yuchi, một trung bình của các nam chính, mồ côi và nghèo. Người chơi thứ hai là Shibe Makoto, là một soái ca nếu không đần người chơi thứ ba là Mikasa Tenji một con nhà người ta giỏi giao tiếp nên được bầu làm trưởng ban giảng hòa trong nhóm người chơi thứ tư là Sawaragi Chiho một cô gái mạnh mẽ về cả tính cách lẫn thể chất và cuối cùng là Kokorogi Yutori một cô gái nhút nhát yếu đuối từng là nạn nhân của bạo lực học đường, sau này được Shiho giúp đỡ nên đã thoát khỏi cảnh bị bắt nạt. Họ là những người bạn thân thiết với nhau, từng cam kết đưa tình bạn này trường tồn với thời gian, nhưng tại sao họ lại tham gia vào trò chơi sặc mùi tan vỡ này? Câu trả lời sẽ có trong video được mang đến cho bạn bởi con tên phì lù và tôi còn quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đấy ở background để làm việc, học tập, rửa bát. Mọi chuyện bắt đầu từ sự kiện 2 triệu tiền đi dã ngoại của lớp bay màu. Do không tìm được hung thủ nên Shiho và Shibe, những người quản lý lớp phải chịu trách nhiệm. Sau sự việc đó cả hai đã không đến lớp, ngay cả những người bạn thân cũng không liên lạc được với họ. Đến một đêm nọ, năm người đều nhận được những bức thư báo hẹn trước cổng trường vào lúc 11 giờ đêm. Khi tất cả đã đến đủ thì bị những người lạ mặt tấn công. Đến khi tỉnh lại thì cả đám đã có mặt tại Tomodachi Game. Theo những gì Manabu quản trò chia sẻ thì ai đó trong nhóm đã vay nợ 20 triệu yên với số tiền cọc là 2 triệu yên. Nếu cả bọn tham gia mỗi đứa sẽ gánh 4 triệu hoặc từ chối thì kẻ đăng ký sẽ gánh toàn bộ. Từ đây có thể chắc chắn một điều rằng trong nội bộ này có kẻ đã thó 2 triệu yên từ tiền quỹ để cọc. Kẻ khổ nhất lúc này là chi tự dưng ở hiền gặp phiền. Cậu không muốn tham gia đâu, nhưng mấy đứa bạn lại suy nghĩ khác, chốt tham gia luôn vì tình bạn cao cả. Nói đến thế rồi thì chịu biết làm sao giờ? Yuchi bắt đầu lưỡng lự, cậu vẫn muốn biết ai và lý do là gì, nhưng cậu biết thì cậu định làm gì? Từ chối chơi rồi báo chính quyền à? Hay là dừng tình bạn ở đây? Mình bước qua đời nhau luôn. Trong tâm trí Yuichi bắt đầu đấu tranh cuối cùng cậu đã chọn tình bạn tuyệt vời và chúng ta có thể sang phòng để vào game đầu tiên nhưng trước khi bắt đầu tất cả người chơi được phát một tấm bảng tên đằng sau có ghi số nợ mà họ đang gánh con số đó sẽ thay đổi theo thời gian qua các vòng chơi người chơi chỉ được nói chứ không được cho người khác xem nếu vi phạm sẽ bị x khai giá trị mọi thứ đã sẵn sàng game một đúng hay sai sẽ bắt đầu luật chơi như sau tất cả người chơi sẽ cùng đặt tay lên một đồng xu để điều hướng nó về đáp án đúng hoặc sai cho các câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra chỉ cần một lần chính xác là win luôn nhưng có một điều cần lưu ý đấy là nếu có người có ý kiến khác với tập thể đồng xu sẽ được ưu tiên di chuyển dựa theo phe thiểu số hơn sau khi trò chơi kết thúc người nợ nhiều nhất sẽ ôm nợ cho tất cả những người khác ngoài ra còn một số luật lệ khác manabu được chọn người đọc người đọc chọn một phong thư đánh số thắng cuộc sẽ được 2 triệu yên số nợ mỗi người sẽ giảm 400 trăm yên chỉ được lên tiếng khi đọc đáp án vi phạm x 2 tiền nợ theo quan điểm của tôi thì tôi thấy round này nói dễ thì dễ mà khó thì cũng khó thử thách duy nhất ở đây chính là sự tin tưởng cho nên là kéo cao tình bạn lên các bro nhé tất cả đã sẵn sàng hãy đến ngay với game đầu tiên của tomodachi game người đầu tiên hỏi là makoto núi cao nhất ở nhật là phú sĩ phải không thế à câu này Quá easy, chuẩn là rõ nhưng đồng xu lại đến chỗ sai thôi xong rồi trong này có đứa ngu địa à shiho suýt chút nữa là vác mồm lên chửi may được hai thằng bạn chặn họng mém nữa là x hai khoản nợ với điều luật này có thể thấy ban quản lý đã chủ động chặn đứng khả năng phối hợp của nhóm khi ngắt loa của cả bọn bằng điều luật cuối ngay từ giây phút đầu ta có thể nhận định rằng trong nhóm này có một con báo rồi nên có thể chính hắn đang hủy game hoặc cũng có thể là có đứa ngu địa thật câu hỏi số 2 sẽ là do shiho đọc một cộng một bằng hai phải không câu này quá coi thường tư duy câu này mà sai được nữa thì chịu kết quả là chịu thật không chỉ môn địa mà có đứa còn mất gốc cả toán sau hai câu này Yuichi bắt đầu nghi ngờ có kẻ phản bội trong nhóm chứ ngu đều thế làm sao được câu hỏi số 3 sẽ là do tenji đọc japan là tên tiếng anh của nước nhật đúng không thêm lần nữa sự lựa chọn là sai nếu câu hỏi là đồ của 360 Boutique không hợp thời trang phải không thì câu trả lời thế này còn hiểu được. À mà tiện nhắc đến 360 Boutique không đầy tủ đồ, mix ra đủ bộ. Không cần mua nhiều sản phẩm, mix ra đủ các outfit khác nhau, dùng đủ các dịp khác nhau để kỷ niệm đạt 2000 số bán đầu tiên cho sản phẩm áo khoác gió trong thời gian siêu ngắn. 360 Boutique tung điều giảm giá 50%, từ 580k giảm xuống chỉ còn 299k cho một chiếc áo khoác. Phải gọi là siêu ưu đãi trên gian Shopee Mall. Được mệnh danh là áo khoác 5C với đủ các tính năng cản bụi, cản nước, cản gió, chống nắng và chống nhăn. Vải gió lì được ép công nghệ tráng kính tăng gấp đôi hiệu quả kháng nước, giúp anh em thoải mái tự tin đi dưới trời mưa cũng như hạn chế bám bẩn. Phong áo unisex phù hợp với cả nam và nữ, có size cho anh em lên tới 90 kg. Mũ trùm rộng có dây rút cản gió tuyệt đối, lại có túi trong tha hồ mà để đồ không lo rơi mất. Màu sắc basic rất dễ phối với nhiều phong cách nhận hàng không đẹp anh em cứ cho quay đầu hàng 180 độ ưu đãi có hạn mua ngay khi thấy video này cho đến câu này Em còn chọn sai thì chắc chắn đến một phần trăm là có kẻ phản bội và nhân vật chính của chúng ta chi đã bắt đầu hắc hóa tư tưởng và nghi ngờ bạn bè lượt thứ tư đã đến phiên cậu dựa vào nội dung bên trong của bí thư ta đã hiểu được phần nào lý do cho ba cú bóp đầu người đọc tự nghĩ câu hỏi nếu đồng xu vào bên đúng thắng trò chơi nếu đồng xu vào bên sai giảm nửa tiền nợ với những thông tin này ta có thể thấy trò chơi này đã bị biến tướng không còn đơn thuần là một game trên tinh thần tin tưởng mà cần thêm rất nhiều sự cân đo đong đếm nên nhớ rằng người có số nợ lớn nhất sẽ chịu khoản nợ của tất cả trong trường hợp nội dung trong phong bì của ba người đều trùng với chi thì thắng thua ở vòng này phụ thuộc rất nhiều vào khứa đầu bởi chính hắn sẽ quyết định mức nợ của mỗi người tại sao lại như vậy nếu như người đầu chọn win luôn thì số nợ của mỗi người là một triệu sáu vẫn sẽ có cơ hội cho vòng tiếp theo nhưng nếu người đầu chọn sai để giảm một nửa áp lực sẽ dồn dần cho những người sau lúc này đã mất sự cân bằng trong khoản nợ giữa cả nhóm sẽ khiến người này sẽ lựa chọn theo hướng có lợi cho mình và nếu cứ thế xảy ra đến người cuối giả sử người đó nhận một câu hỏi theo mô típ đúng sai thì chắc chắn sẽ phải gánh toàn bộ nợ chuỗi domino này sẽ đè chết người cuối là yutori cho nên lượt của yuchi là rất quan trọng cậu sẽ phải lựa chọn giữa nợ của mình và tình bạn và cuối cùng cậu cũng đã có câu trả lời điều đồng xu với ô đúng với câu hỏi một tuần có 7 ngày đúng không nhưng đời không như là tưởng tượng có kẻ nào đó đã cố tình đẩy nợ về phía yutori à đấy cả tôi và yuichi đều quên mất rằng trong nhóm này có báo quả này toang cho yutori rồi câu hỏi cuối cùng là họ sẽ là bạn mãi mãi chứ chắc chắn đây là câu hỏi siêu cấp chí mạng với những gì đã xảy ra nếu đây là câu hỏi đầu thì tất cả đã xong từ sớm rồi dù họ có chọn gì đi chăng nữa thì tình bạn này chắc chắn sẽ kết thúc nhưng cứ từ từ đã các cậu có biết panso của shiho màu gì không một câu hỏi khiến cho tất cả đều phải đứng hình không dừng lại ở đó. Yuji pressing từng người để họ mở miệng ra nhưng chẳng ai dám hé răng nửa chữ, rõ như ban ngày rằng tất cả đang muốn đổ nợ cho Yutori. Tuy nhiên do Yuichi đã phạm luật cấm mõm nên số nợ của cậu đã x hai đồng nghĩa là cao nhất, có nghĩa là kẻ phản bội trong nhóm sẽ thua đậm đấy. Vì trong thẻ của cậu có ghi người ít nợ nhất sẽ nhận hình phạt. Ai cũng biết đây là lời nói dối của Yuichi, một lời nói dối cực kỳ đỉnh cao, một đòn rung cây dọa khỉ khiến con khỉ phản bội phải rén, ép hắn theo số đông chọn tiếp tục thay vì dự tính ban đầu là đổ nợ cho Yutori. Khi đã khiến con khỉ rén rồi thì bắt đầu quay xe. Yuichi nói đây là trò đùa của cậu thôi. Có điều trò đùa này lại ích cả trăm lần nỗi rén trong tên phản bội. Theo tôi đánh giá thì nước đi này chính là đòn chí mạng. Yuji đã đẩy tên phản bội vào thế hoang mang, buộc phải lựa chọn phương án an toàn nhất. Mà ở đây chính là bên đúng. Trò chơi kết thúc, nhóm cờ đã có được chiến thắng ở game 1 và giành được phần thưởng 2 triệu yên. Để có được chiến thắng này, Yuji đã phải chơi một canh bạc lớn khi đặt mình vào thế nguy hiểm để chơi trò chơi tâm lý với kẻ phản bội. Mà trò tâm lý sẽ có xu hướng mất tác dụng dần đều, cho nên ở game thứ hai, Yuji phải có kế dụ rắn ra khỏi hang. Trước mắt Yuji sẽ trách khoản nợ của mọi người. Tất cả đều có câu trả lời chung là 3,6 triệu. Yuji cũng tiết lộ mình chỉ nợ tương đương dù lên tiếng, chắc là bởi thắng nên không sao thực hư thế nào thì tôi cũng chưa biết dành cho các đồng chí thắc mắc về chiêu này của Yuichi thì đây là một đòn gió để đoạt lấy quyền tự quyết của kẻ phản bội nếu bị x2 do phạm luật Yuichi sẽ có mức nợ là 7 triệu 6 cao hơn hẳn so với những người còn lại nếu không tung hỏa mù ngay thì cậu sẽ thất thế tại vòng 2 nghèo mà dính quả nợ này thì đúng hẹo dĩ nhiên đó là trong điều kiện nợ của Yuichi thực sự là 7 triệu 6 bên cạnh đó cậu cũng cần nắm bắt thực tế khoản nợ của từng người nên lấy cớ buộc dây dày để trách phong bì câu hỏi nhưng ban tổ chức đã tính trước mà dùng loại mực bay màu chết thật chứ giữa lúc đó Shiho bước vào để hỏi về vấn đề kẻ phản bội. Yuichi không ngần ngại chỉ định cô là diện đáng nghi nhất bởi những phát ngôn dẫn dụ vào game ban đầu của cô. Nó đi ngược với tính cách chính trực thường thấy. Shiho biện minh rằng mình nghi ngờ Yuichi là kẻ trộm tiền quỹ nên mới hành xử như vậy. Còn muốn biết cụ thể hơn thì hỏi thần Cupid cho rõ. Để chứng minh tấm lòng của mình, Shiho đã tiết lộ mức nợ thật của mình là 7 ,6 triệu 6. Nhiều khả năng do lần suýt vạ miệng đã khiến số nợ của cô tăng lên. Do Yuichi hỏi bất ngờ quá nên cô đành phải nói dối. Theo suy nghĩ của Shiho thì ở câu số 5, Yuji đã bảo vệ mình, cho nên cô thế hứa đảm bảo là sẽ không bao giờ phản bội. Tiếp tục phân tích nó các lý. Đây là nước đi rất não đến từ vị trí Shiho để khảo sát Yuichi, một hòn đá ném chết ba con vịt. Thứ nhất, xóa được rủi ro nghi ngờ từ phía Yuichi. Thứ hai, giúp mình thoát khỏi đối tượng phải gánh nợ, bởi dù sao anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thứ ba, có một đồng minh quan trọng. Tuy nhiên, ta cũng nên nhìn nhận lại một chút, giả sử Yuichi nghi ngờ đúng, lý do bị X2 nợ nghe hơi ả thì game sẽ bị cô ta chi phối khi ấy Yuichi coi như toang. Với cái nhìn ngược lại này, càng nâng tầm giá trị màn hỏa mù nợ trước đó của Yuichi. Anh em nghĩ suy nghĩ này của tôi có đúng không? Nếu thấy tôi sai hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ chúng ta đến với game thứ hai, mang tên Sugoroku Bokford, đúng như tên gọi của nó những người chơi sẽ phốt chính bạn mình dưới hình thức ẩn danh trong thời gian 3 phút trong một phòng kín muốn nói xấu bao nhiêu cũng được không viết cũng được nếu sai phách mà bị phát giác sẽ bị đưa lên vị trí trước người đang đứng đầu số lượt đi trên ô sẽ được quyết định bởi lượt bình chọn của thượng đế phốt của ai càng to thì người ấy càng bước nhiều trong trường hợp phiếu chống toàn bộ thì tất cả tiến một bước khi trò chơi kết thúc mỗi người được thưởng 400 trăm nghìn yên những người chưa về đích sẽ được trừ một triệu yên và về nhà Còn những người ở đích sẽ phải tham gia trò thứ ba và nhận toàn bộ số nợ bổ sung ở vòng này theo đánh giá của tôi thì đây chính là game trách tình nghĩa anh em có chắc bền lâu với mức thưởng hậu hĩnh và một sẽ đi về riêng việc là bạn thân biết được những bí mật thầm kín của nhau một khi lòng tham và sự sợ hãi trước khoản nợ che mở lý trí thì chẳng biết đâu mà lần chưa kể tới những cây kéo vô hình đã tồn tại từ lâu có thể cắt đứt ràng buộc tình bạn nhưng vẫn có cách để lách luật chẳng hạn như để phiếu chống tuy sẽ phải tham gia vòng 3 nhưng tình bạn sẽ bền vững với điều kiện nội bộ đồng lòng cơ nếu không thì mà thôi chơi luôn cho nóng ở vòng đầu tiên không có phốt nào cả tất cả đi lên một ô phần thưởng ở ô này là trừ 100.000 yên hãy làm một phép tính nhỏ nhé nếu các bọn duy trì phiếu chống thì khi đến đích, mỗi đứa sẽ nợ thêm 60 triệu yên. Căng, vòng thứ hai vẫn là những phiếu chống, phần quà cho mỗi cá nhân là trừ 500.000 yên. Thì ra mỗi bước có số tiền trừ không giống nhau. Mới đi được có hai bước mà đã tăng thêm 600.000 nợ rồi. Giả sử những ô sau là 1 triệu rồi 5 triệu yên nợ thì sao? Liệu chiến thuật phiếu trắng sẽ được duy trì? Câu trả lời là không bởi ngay tại vòng 3, phiếu phốt đầu tiên đã xuất hiện với nội dung là Shiho thích chi và từng hẹn hò với Tenji. Well, well, wow! Well. Hóa ra cô gái mà chúng ta tin tưởng cũng chẳng đáng tin cho lắm Thích bạn thân của người yêu cũ Cũng phong cách lắm đấy Đã thế là còn cùng trong nhóm chơi nữa chứ Với lời phốt nhắm thẳng vào mình này thì Shiho đã được các thượng đề lựa chọn Mà tiến thêm 5 bước với phần thưởng là trừ 500.000 yên Còn những khứa còn lại tiến một bước và không bị gì Bí mật giờ mới kể Makoto crush Shiho Thế là ta có một câu chuyện tình bốn người rồi Quá trời rồi các ní Ngay lúc ấy nữ chính lên tiếng đính chính về mối quan hệ của mình với Tenji Hai người này là bạn từ nhỏ bố của họ có mối quan hệ rất gần gũi nên đã tự quyết định hôn sự của hai đứa vì thế mà cặp đôi đánh diễn cảnh hẹn hò nhưng sau đó tenji chuyển trường nên mọi thứ đã kết thúc nếu đúng là như thế thì lời phốt này là sai phách đúng lúc ấy tenji lại thừa nhận mình có tình cảm với shiho rồi rồi tình hình bắt đầu căng thẳng rồi đấy với bối cảnh này kẻ ngoài hành lang là makoto tenji cho rằng chinh khứa tóc vàng đã viết lời phốt vì ghen tị với Yuichi và mình. Có thể cậu ta nắm được thông tin qua cánh chim lợn trong trường, mà cô tô cay, suýt tay chân với thằng bạn. Nếu không được Yuichi ngăn kịp thời, tiết lộ cho anh em thích sự mập mờ này. Đoán xem liệu Yutori có nằm trong cuộc tình này không? Giờ là vòng 4. Yuchi là người vào trước, cầm phiếu, cầm bút, nộp, no. bước ra. Bảo Shiho mình để phiếu trắng rồi cô ấy bước vào. Sau khi tất cả vào xong, đã xuất hiện ba lời phốt. Makoto tắm chung với mẹ đến khi lên cấp 2. Yuchi từng không tắm một tuần. Shiho từng phẫu thuật thẩm mỹ. Kết quả bình chọn cho ra Shiho lên 5 bước. Yuchi bốn bước còn Makoto sẽ tiến ba bước. Makoto thấy Crush từng phẫu thuật thẩm mỹ nên cũng do dự. Mà thôi, mấy cái phốt này mới chỉ là dạo đầu thôi. Từ thời khắc này trở đi sẽ có những bí mật không hề dễ chịu. Đi kèm theo đó là những mưu tính cực kỳ tinh vi. Hãy chắc chắn đã lắp não, đinh ngốc cố định. Bởi sau đây đây sẽ là những cú phốt và những màn hack não siêu căng trước khi túc tiệp các viewer cho tôi hỏi cái này phát theo các bác thì tình yêu và tình bạn có gì khác nhau đen thì cho rằng tình bạn toan tính hơn tình yêu ta có bạn để cùng vui chơi để không bị bắt nạt để có tiền xài vân vân mây mây lý do khác nữa liệu quan điểm này có đúng không? Mời anh em comment để đánh giá. Còn bây giờ là vòng thứ năm với một lời phốt sẽ khiến cho tất cả phải choáng váng. Yutori từng là bé đường, vai cả linh hồn, méo thì tin được. À. Với biểu hiện này thì Factos Commoner không cần nghĩ quá lâu để biết ai là kẻ tiết lộ. Yutori khẳng định không ai khác ngoài Shiho. Cứ Makoto mồm nhanh hơn não, bắt đầu giải thích bé đường là gì để rồi nhận ngay màn khóa mõm của Tenji. Má đây không phải vô chi nữa mà đỉnh cao của đần luôn. Với quả phốt quá banh não ấy. Phòng chat của các thượng đế bùng nổ comment với toàn ngôn từ quá khốn nạn dành cho một cô bé mà không biết câu chuyện thương tâm đằng sau đó như đã nói, Yutori là nạn nhân của bạo lực học đường, cấp 3 còn đỡ chứ cấp 2 với cô là địa ngục, không một ai trong số các thầy cô hay bạn bè chịu đứng ra giúp đỡ cô bé vì không muốn làm phiền tới mẹ nên Yutori đành cắn răng chịu đựng, chỉ có một cách duy nhất để Yutori không bị bắt nạt nữa đó là tiền, nhưng mà tiền đâu phải là lá mít thích bao nhiêu có bấy nhiêu, tuy đã cố gắng để gia tăng thu nhập nhưng vẫn không đủ và rồi chuyện ấy đến. Mối quan hệ của cô và người đàn ông kia ban đầu chỉ ở mức bình thường, kiểu đi đét hẹn hò như các cặp đôi trong sáng cho đến khi cái này thì vì tiêu chuẩn cộng đồng nên tôi xin phép không kể. Dù là thế nhưng Yutori khẳng định mình còn trong trắng đáp lại những lời thống thiết ấy là những lời xỉ vả mang tính chất tô xích và lót tích theo quan điểm của tôi thì yutori là nạn nhân vì để bảo vệ bản thân mà lầm đường đúng ra nên dành cho cô gái này một sự cảm thông như cách mà yuichi đang làm đây này dù quá khứ ấy có như thế nào thì cậu vẫn sẽ ở bên cạnh bạn mình bởi vì cậu quá ngọt ngào chẳng có lẽ là tỏ tình hay chăng đúng người đúng thời điểm cần luôn yuchi đã có được sự tin tưởng tuyệt đối từ yutori còn shiho thì ngược lại trong quá khứ vì shiho từng cứu yutori khỏi bị bắt nạt nên cô đã tin tưởng và kể hết cho ân nhân ai ngờ vào cái lúc thế này người bạn ấy lại chơi một vố đau vãi bíp như thế tận dụng thời cơ này tenji đã ra tay để giành lấy lòng tin của shiho với lời lẽ chắc nịch rằng cô nàng không phải người lích chuyện của yutori người ta có đôi có cặp tin nhau riêng makoto thì cút ra chuồng gà luôn chỉ mới vài bước mà tình bạn của nhóm này đã dạn nứt sâu tình hình này đang đi đúng với hướng mà kẻ phản bội vạch ra trong điều kiện hắn là người đứng sau tất cả phốt thì Shiho sẽ là khả nghi nhất. Còn nếu xét theo khía cạnh tình cảm đôi lứa thì Makoto là số 1, tiếp đến là Tenji, không nằm ngoài vòng xoáy tình cảm có thể là Yutori. Biết đâu cô nàng này là con nai vàng ngơ ngác tự vạch chân mình để đạp chết bác thợ săn Shiho để giành lấy sự thương cảm của Yuichi thì sao? Nhắc đến Yuichi thì mặc dù là nam chính nhưng vẫn thấy gai gai hay sao? Ấy. Trở lại với trò chơi với lượt thứ sáu với người đầu tiên là Tenji. Cậu ta bước ra ngoài thì có biến. Yuichi đang tương tác với Shiho để ra mặt cho Yutori vụ vừa nãy. Động thái này đã khiến giọt nước tràn ly. Còn Yutori cũng xéo sắc lại chuyện Shiho phẫu thuật thẩm mỹ, mặc cho Shiho giải thích vì lý do là có sẹo trên mặt. He, Makoto mừng, hai bên bắt đầu combat với nhau bằng đường mõm, xoay quanh cái gọi là niềm tin và tình cảm, tận dụng việc Yuichi đang tình tứ với Yutori. Tenji triển khai chiến dịch tổng tiến công, quyết phải chiếm lấy bằng được trái tim Shiho và có vẻ như cô gái đó đã siêu lòng. Dù sao thì đang trong tình thế bị bỏ rơi mà được ai đó quan tâm thì cô nào mà chẳng ngả. À. Sau khi quá trình bóc phốt kết thúc, đây là kết quả. Shiho mặc bóc sờ là đồ của đàn ông mà phải là màu xám hoặc đen mới chịu. Ngay lập tức Shiho biết ai tiết lộ, còn ai trồng khoai đất này được nữa. Phút thứ hai là Tenji ra Lận tuổi. theo tôi đây là phốt nhẹ chẳng có gì thú vị cái thú vị nhất ở đây là chỉ mỗi Shiho biết về bí mật này hết điều kỳ lạ là cô này dính đến hầu hết những phốt khiến những người bạn không khỏi đặt dấu hỏi to đùng tầm này chắc chỉ có mình Tenji là vẫn tin cô thôi chứ còn lại thì thôi Hey, boy này cũng biết cách tận dụng thời cơ ấy chứ. Nhờ những cái bóc sờ mà Shiho đã tiến năng bậc. Trong khi đó Tenji cũng đã có cho mình bốn bước, còn lại tăng một bước. Sau 6 lượt phốt nhau, đây là bảng xếp hạng hiện tại. Shiho tuy đã hết nợ nhưng tiềm tàng khả năng về đích là rất cao. Khi bỏ xa người gần nhất là Yutori tận 8 bước, nhưng trong cái khó, lo cái may. Lần này cô đã bước vào ô đặc biệt với phần thưởng là phanh phui bí mật của một trong năm người. Bí mật này sẽ được đưa ra để các thượng đế vote xem có xứng đáng được tha thứ hay không. Nếu không người đó sẽ phải bước lên số bước quy đổi từ phần trăm. Đây chính là cơ hội để Shiho lội ngược dòng. Chúng ta cùng phân tích đối tượng dễ dính nào người khả năng cao nhất là yutori cô ấy là người có vị trí gần shiho nhất lại còn đang là tình địch nữa chứ tiếp theo là yuchi rõ ràng là vì tình rồi sau đó là makoto khứa này không có gì để quan tâm mà cũng không ngoại trừ khả năng shiho sẽ tự hủy bản thân chót bảng là tenji người đáng tin cậy duy nhất mà shiho có nên thôi tha hay là không tha nữa biết đâu kẻ đáng tin lại đang đạo đức giả nghe cũng hợp còn nhà bà lý đấy chứ tưởng như tenji sẽ dính quả này thì Makoto đột ngột xuất hiện Sau khi nhận thấy mình quá vô tư và nói ra những lời làm tổn thương bạn bè makoto quyết định sẽ đứng ra để chịu phạt một động thái có thể coi là tẩy trắng ít nhất là trong mắt shiho makoto tự tin rằng bản thân chẳng có phốt nào to cả à thế à thế này thì sao bố của makoto là một công tố viên nhưng lại không liêm mắc vô số tội từ lạm dụng nhân viên nữ, hối lộ quan chức, nhận hối lộ từ các tổ chức kinh doanh và tội phạm. Gần đây ông ta còn dùng tiền và quyền để che lấp mấy vụ bê bối nữa. Túm cái váy lão là một tên cặn bã. Mọi người nghĩ đây đâu có liên quan đến Makoto đúng không? Nhưng hãy đặt mình vào vị trí của bậc phụ huynh xem. Nếu con cái mình chơi với một đứa bạn có background bẩn thỉu như vậy, liệu các bạn có đồng ý chăng? Ngay cả đến bạn bè thôi thì ít nhiều cũng sẽ đánh giá. Như cái cách Tenji đang cáo buộc Makoto, phải chăng sự tự tin của cậu ta xuất phát từ sự bao che của phụ huynh? Có khi Makoto chính là kẻ gây ra lùm xùm kia cũng nên. Với tình hình này thì rõ ràng bạn bè quần què gì nữa tốt nhất là gần đèn cho nó dạng từ giây phút này trở đi makoto chính thức ao nhóm nhưng đây vẫn chưa phải là đáy dành cho cú tóc vàng bí mật của cậu ở lượt 7 sẽ khiến cho không chỉ bạn cũ mà cả xã hội phỉ nhổ Shiba makoto từng giết người quá sức chịu đựng rồi ní phản bội ơi kèo này makoto có trăm cái mồm cũng không giải thích được nhất là khi bố của cậu vừa bị phốt như thế chỉ có một cách duy nhất là nhờ thượng đế phán xét kết quả là các thượng đế cũng trả tin makoto bị phán cộng thêm năm bước thành dẫn đầu tuy cái phốt này quá bự nhưng trên tinh thần bạn bè Yuchi vẫn tin Makoto vô tội. Dựa vào những gì đang xảy ra, Yuichi đã đi đến kết luận rằng trong nhóm họ có nhân tố phản bội nhằm mục đích phá vỡ tình bạn này. Danh tính của kẻ đó cậu đã nằm lòng, do kẻ đó đứng đằng sau những điều xấu xa từ đầu đến giờ, cho nên không có lý do gì để cả bọn phải đấu đá nhau nữa. Biết là thế nhưng Yuichi vẫn từ chối nói ra danh tính của kẻ ấy, đúng hơn là không cần phải nói, hắn sẽ tự lộ diện. Còn bây giờ cậu sẽ dẫn đoàn giành chiến thắng. Yuichi cho rằng game 2 vốn đã không công bằng, sau khi hoàn thành được hai bước đầu, tổng số nợ của cả bọn đã hơn 3 triệu, trong khi những bước sau đó họ chỉ được thưởng có hai triệu, vì là những con nợ nên họ phải chấp nhận, có những thượng đế thì không chắc bởi chẳng có ai thích xem một chương trình nhàm chán cả trong quá trình chơi Yutori từng đi vào ô giảm nợ từ đây có thể suy ra các ô có phạt thưởng nếu đây là cơ chế đảm bảo game thú vị thì chẳng phải nếu đi một mạch từ đầu đến cuối tiền cộng trừ là bằng nhau hay sao nhưng tầm này dù có biết cũng bất lực rồi còn đâu no no các baby à cái khó nhằn nhất ở vòng này là phốt đặt vấn đề chúng ta sử dụng nó thì sao nhỉ từ lúc này trở đi tất cả mọi người trừ người đứng nhất sẽ tự nói xấu chính mình nếu tất cả cam kết sẽ chơi như vậy thì khi tên phản bội phá lời hứa về Makoto khi ấy hắn sẽ xuất đầu lộ diện tuy nhiên đây là một chiến thuật không triệt để nhưng ít nhất nó sẽ khiến mọi người không nghi kỵ nhau nữa Dây cứ rách ruột tầm này yuichi sổ luôn tên kẻ đó là ai để anh em spam chết đi là xong có gì đâu mà cứ giấu như mẻo giấu shit hay là khứa này không biết và đang làm màu Tenji lên giọng đe dọa kèm theo đó là lời khẳng định May mà lừa bố là bố xít bờ mày ra Tưởng gì có chơi có chịu Và đây là vòng số 8 Tất cả mọi người đều cam kết tự vả trừ Makoto Có điều kẻ phản bội đã có đối sách ứng phó trong hòm có tận 10 phiếu lận Thì ra đây chính là điểm sơ hở của kế hoạch này Vì vốn luật không có giới hạn số phốt viết ra Cho nên là tình bạn của Tenji và Yuichi coi như đứt Lúc này Yuichi đã tiết lộ một sự thật rằng Bản thân không hề biết kẻ phản bội là ai Thậm chí sự tồn tại của hắn cậu cũng không chắc Thế là chàng trai của chúng ta mất đi sự tín nhiệm Tình bạn chính thức vụn vỡ Ban giám sát cho rằng mọi thứ đã chấm dứt từ giờ đến hết vòng sẽ thiếu muối lắm này. Skip đến lượt thứ 19, Shiho là người cận kề cổng vào vòng 3 nhất, khoảng cách chỉ còn một bước nữa thôi. Với tình hình này có rời mới cứu được cô gái ấy. Shiho sẽ là người duy nhất thua cuộc ở vòng 2 này, nhưng có gì đó khiến đen phải nghĩ lại, đặc biệt là cái tên Katagiri Yuchi. Có vẻ như cậu này không phải hạng tầm thường đâu. Cùng lúc đó Yuchi bảo tất cả họ lại đã. Giờ là lúc lột trần mặt nạ của kẻ phản bội, chẳng phải cậu đã nói mình không chắc có kẻ đó hay sao? Tin người vờ lờ. đó chỉ là đòn gió để chờ đến lúc này thôi. Thời điểm thuận lợi nhất để tìm ra danh tính của yuji sẽ áp dụng hình phạt cho kẻ nói dối cùng với chiến thuật tự nói xấu mình vừa nãy tất cả sẽ cùng viết một câu phốt kèm cả tên mình nữa kẻ duy nhất nói thật câu ấy chính là kẻ phản bội vì nói dối nên mọi người sẽ đến đích và đi tiếp vòng thứ ba cùng nhau nội dung câu phốt là tôi là người đăng ký tomodachi game nghe rất vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục yuji đã có ý định cho cả năm về đích nhưng để bảo vệ nối canh tình bạn, cậu phải trừ bỏ con sâu cái đã quá trình kiểm phiếu kết thúc trái với dự đoán chỉ có một lời phốt duy nhất đến từ mikasa tenji cậu ta chính là kẻ phản bội trước lời buộc tội đó tenji sử dụng đòn nước mắt cá sấu để anh em rủ lòng tứ nhưng ôi 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 ôi, ôi, ôi đừng có dùng cái đặc quyền phụ nữ mà lấp liếm cứ việc sủa hết những lý lẽ của mày ra đi trước khi tao bóc từng lớp mặt của mày và ai lúa đây là thằng Yuichi tao hỏi mày mày là thằng đăng ký đúng không tenji mặt cắt không còn giọt máu rồi thú nhận về hành vi của mình rốt cuộc Yuichi chi đã làm thế nào để tìm ra chân tướng kẻ phản bội về cơ bản thì Yuichi chi sử dụng biện pháp lọc đối tượng với nền tảng là điều luật nói dối bị phạt người đầu tiên được trách là shiho sau khi lời phốt đầu tiên được đưa ra yu và shiho đã hợp tác bí mật với nhau vào vòng 4 yu chi đã gửi lại lời nhắn cho cô bạn với nội dung yêu cầu cô viết lại bí mật giữa hai người và đó chính là lời phốt đầu tiên cho cậu. nước đi này giống dung cây dọa khỉ. nếu shiho cố tình không làm theo chắc chắn sẽ bị vào ô nghi vấn. ở trò này sợ nhất là mình bị phốt nhiều. cho nên yuichi đã chơi bài tâm lý khiến shiho phải làm theo ý mình. nếu cô muốn chứng minh mình trong sạch. chuyện gì xảy ra thì ai cũng đã rõ nên shiho bị loại. kế sách này thêm lần nữa được áp dụng để xác minh yutori. ở vòng năm yutori đã lén gửi lời nhắn cho cô bạn để khẳng định shiho là đồng chí. nhưng cứ tiếp tục tranh cãi để dụ kẻ phản bộ ra. đồng thời tiết lộ một chuyện xấu của shiho ở lượt tiếp theo mà chỉ hai người biết mà thôi. nếu có bất cứ lời phốt nào khác thì yutori sẽ vào liêm group và thực sự đã có số lượng nghi vấn chỉ còn hai người là tenji và makoto dĩ nhiên thông tin này đã được nhắn cho shiho ngay trong lần tác động vật lý đó tấm phiếu đã ship đến tay cô nếu để ý trong suốt quá trình chơi yuji bằng đầu óc của mình đã cần trâu hoàn toàn trình tự ra vào phòng phốt từ đó tạo tiền đề cho màn loại trừ của mình việc xác định makoto đến khá bất ngờ khi shiho vào được ô đặc biệt vì ban quản lý biết ai là kẻ đăng ký cho nên sẽ rất nguy hiểm nếu tự tiến cử mình bị phốt nhưng makoto lại đứng ra tình nguyện loại hết rồi thì chỉ còn một kẻ duy nhất thôi cái hay của khứa yuji này xuất phát từ khả năng đọc vị con người và hiểu được giá trị đầu tiền. Đầu tiên phải nhắc đến việc lựa chọn người để trách. Yuji đã nhìn ra sự khác biệt từ khứa Tenji, chính việc cô đeo kính liên tục gây gổ với Makoto đã khiến cậu ta tự vả mặt mình. Bên cạnh đó Makoto có bao giờ nói xấu ai đâu, đúng hơn là có biết gì đâu mà nói. Phần vì ông này mồm mép tép nhảy, phần nữa là quá đơn thuần về trí tuệ, cho nên trong quá trình chơi đều tự chốc họa và thân. Tiếp đó là sự cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Sau khi đã nắm được danh tính của kẻ phản bội, Yuji đã quyết định giả như không biết để tung ra một kế hoạch lỗ chỗ ngang tổ ong nhằm xác định Tenji là vì tiền hay là thứ khác. Việc không thông báo ngay cũng là để đề phòng Tenji dùng bánh chứng lãnh địa vô hạn phốt nhưng thế cũng chẳng hay hớm gì những kế hoạch đó chưa là gì so với màn chơi rào cực kỳ tá bạo và điên rồ yuchi đã yêu cầu tất cả phải chứng minh tình bạn thông qua bảng tên của mình Dĩ nhiên việc tự ý ra bảng tên cho người khác là cực kỳ rủi ro, cho nên Yuichi đã lấy bản thân ra test trước. Sau khi xác định Shiho trong sạch, cậu đã đưa bảng tên của mình cho cô ở vòng 4. Khi đã chắc chắn an toàn về nợ, Yuichi đã lấy bảng tên của Shiho. Bảng tên cũng là vũ khí mà cậu sử dụng để kiểm soát những lời phốt của những người bạn, từ đó ngăn chặn mọi ý đồ phản bội hay nói nhiều. Có thể khẳng định Yuichi là một con quái vật. Trò chơi này đã hoàn toàn nằm dưới đế giày của cậu. Danh tính của kẻ phản bội đã bị phơi trần. Giờ ta trở lại hoàn thành nốt trò chơi. Tưởng như Tenji quả này sẽ bị đè cho xuống vòng 3, nhưng không, kẻ đứng ở vạch đích lại là Yuichi, bởi cậu đã tiết lộ cho Manabu về lời phốt cốt dối trá của mình khiến cho ban giám sát vội vã đi xác minh nhanh và chóng cho ra kết luận rằng tin này chuẩn vòng thứ hai kết thúc yuichi là kẻ về đích đầu tiên phía sau yuichi là một bí mật cực kỳ đen tối các bạn còn nhớ đoạn yuichi thì thầm với yutori không trong cái xã hội này con người bị dính bẩn sẽ tự tin hơn khi biết có kẻ còn bẩn thỉu hơn cả mình. Đó chính là lý lẽ mà Yuichi dùng để cải thiện tinh thần cho cô bạn ở vòng thứ bảy. Người phốt Makoto là kẻ sát nhân chính là Yuichi. Đây chính là lời nói dối. Thực sự là Yuichi mới là kẻ sát nhân, không phải một mà tận ba mạng người. Katagiri Yuichi đích thị là một con quái vật đáng ghê tởm. Manabu khuyến cáo rằng game 3 sẽ rất khắc nghiệt. Mình cậu không gánh nổi đâu. Nghe thì sợ đấy. Có điều mọi người không biết tính bạn như một cái lồng giam giữ bản chất của Yuichi lại. Nhưng bây giờ cái lồng ấy đã mở tung cửa. Cậu sẽ thỏa sức điên rồ như bản chất của mình để tiêu diệt cái trò chơi chết tiệt này. Chứ không chờ gì ở đám bạn đang sốc lên sốc xuống sau khi biết bản thân chơi thân với kẻ giết người kia mà thôi cậu cũng kệ dù sao mọi thứ cũng kết thúc rồi từ nhỏ yuichi đã được dạy về thứ quan trọng nhất trên thế gian là tình bạn tuy chẳng hiểu tại sao nhưng yuichi vẫn trân trọng lời dạy ấy có thể là vì cậu yêu người ấy rất nhiều cho đến khi trải nghiệm thì lại thấy rắc rối quá nên kết thúc thì hơn bởi dù sao cũng chả ai thích làm bạn với tay sát nhân giữa lúc yuichi chuẩn bị sang game ba thì tenji tiết lộ mình cũng đã nói dối vụ hẹn hò với hô nên cũng sẽ phải chịu phạt tôi cứ nghĩ âm mưu của khứa này là phá hủy tình bạn là để độc chiếm hô cơ mà tôi đã lầm hóa ra khứa này là một làng gốm bát tràng đối tượng hướng đến là yuichi cơ một nụ hôn quá ngọt đã khiến các thượng đế chấp thuận kết luận cuối cùng yuichi và tenji vào game 3. mỗi người gánh thêm chín trăm tiền nợ câu chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào hồi sau tôi recap tiếp còn bây giờ tôi còn quại xin chào và hẹn gặp lại